Xin chào các bạn, mình là Hợp đến từ ICS và hôm nay mình sẽ trên tay một mẫu Ferrite Constant. Mẫu này mình đi mượn thôi và nó cũng là một mẫu khá là đẹp. Mình quay video để các bạn có thể biết thêm nhiều mẫu hơn về biết thêm nhiều mẫu của Ferrite Constant hơn. Mình sẽ mở hộp để các bạn có thể thấy chiếc đồng hồ bên trong. Và đây chính là chiếc đồng hồ của mình. Nó có mã là FC315M4P6B3. Các bạn có thể thấy là với cái dòng chữ B ở cuối thì với dòng Ferrite Constant thì bao giờ nó cũng có là dây thép. B đấy là viết tắt của chữ bracelet, đó chính là dây thép. Chiếc này thì nó có một điểm đặc biệt là nó sẽ có cái hở tim và ngoài ra nó có cả lịch ngày. Bình thường là những cái dòng hở tim là nó sẽ không có lịch ngày, tuy nhiên với em này thì nó có cả lịch ngày. Và cái cơ cấu lịch ngày thì mình sẽ nói chi tiết cho các bạn hơn về em nó. Mình tạm thời bỏ cái lớp siêu này ra để mọi người có thể theo dõi kỹ hơn về cái mặt dial. Mặt dial của chiếc này thì khá giống với dòng M4P5 và M4P6 mà ICS đã trên tay trước đây. Đây là một cái dòng mà thiết kế mặt dial mới và các bạn có thể thấy cái điểm đặc trưng của dòng này đó là bộ kim và cọc số này, với bộ cọc số là số La Mã cổ điển và chúng ta sẽ có một cái lòng ở trong là chúng ta có lòng hình bầu dục đó. Tuy nhiên khác với cái dòng kia thì dòng này ở phía trong thì nó sẽ có cái vân là vân Guleche vuông chứ nó không phải là cái vân vân FC nữa. Đó, các bạn có thể thấy còn bộ kim thì vẫn tương tự. Với dòng này thì các bạn có thể thấy cái cơ cấu lịch của nó rất là khác lạ với một cái vòng kim loại và vòng kim loại này cũng được mạ cái màu vàng để phù hợp với cái màu máy này luôn. Các bạn có thể thấy ngay cái phần lịch đây, ở đây hiện tại đang chỉ ngày 21 và phía trên này chúng ta có thể nhìn đó là ngày mùng 5, mùng 6. Các bạn có thể thấy cái cơ cấu lịch nó quay tròn như vậy. Đó là cái điểm mà FC muốn một chiếc vừa có hở tim và vừa có lịch thì chúng ta buộc lòng phải làm như thế. Nếu như mà chúng ta làm ô lịch bình thường với cái ô lịch trắng thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần nổi trắng ở đây nó sẽ rất là xấu. Và đây là một cái cách làm khá là thông minh của FC. Đó, chiếc này chỉ có cái phần đó là đặc biệt thôi và chúng ta sẽ không có cái gì đặc biệt nữa cả. Nó vẫn khá là giống cái chiếc M4P6. Và nó cũng đều sử dụng là máy 28.800 dao động, có 26 chân kính và chúng ta sẽ có khoảng 40 tiếng tích cóp đó. Ngoài ra thì vì chiếc này là có mã là B3 cho nên chúng ta sẽ có cái bộ dây kiểu này. Với bộ dây dạng này thì chúng ta sẽ có mã là B3, còn với những dây dạng nhuyễn thì chúng ta sẽ có mã là B và B2. Với FC thì mỗi cái mã là các bạn có thể biết một bộ dây khác nhau rồi. Bộ dây này là một bộ dây bản to với cái chỉ rất là to ở giữa. Chỉ này thì được đánh phay xước, còn đâu các chỉ xung quanh ở bên thì chúng ta sẽ được đánh là bóng. Đó. Và với cái dây này thì chúng ta lại có cái khóa logo khá là đẹp. Các bạn có thể thấy ngay cái logo FC nó khít như này. Tuy nhiên mình đánh giá nó vẫn chưa được đẹp như là của Raymond Well. Với cái khóa của Raymond Well thì cái phần logo này nó sẽ chìm hẳn xuống chứ nó không làm nổi hẳn lên như này. Nếu như cái khóa nổi hẳn lên như này thì cái khóa này sẽ rất là dễ xước khi mà chúng ta đeo vào tay. Và chính là cái phần này chúng ta sẽ chạm xuống bàn rất là nhiều. Đó, các bạn có thể để ý thấy. Ở phía trong khóa thì cũng được làm khá kỹ với những cái đường vân đánh xoáy này. Đó. Máy của nó thì như mình đã nói, máy này có 26 chân kính. Đó, và chiếc này thuộc dòng FC315, tuy nhiên vẫn sử dụng cái máy giống như dòng 303. Đó, nó chỉ có cái khác biệt là nó có hở tim và chúng ta sẽ có cả lịch ngày thôi. Đây là cái điểm đặc biệt nhất của chiếc này. Mặt dial thì cũng được làm rất là chi tiết và kỹ càng. Đó, với những cái đường vân Guleche thì được FC hoàn thiện rất là kỹ. Và cái phần heartbeat này chúng ta nhìn cũng rất là đẹp. Đó. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video mở hộp nhanh chiếc FC315 M4P6B3. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của ICS.